chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em làm video giới thiệu về nội tạng một chiếc trầm hơi của dòng Audio Center hàng bãi xịn. Đây là ngoại hình một chiếc súp hơi 30, trong tình trạng vẫn còn nguyên mộc nhé. Nó hơi bụi bẩn một chút, các bác cũng thông cảm. Để em quay hình thức cả một chiếc súp nhé. Đây là một chiếc súp Audio Center sở hữu bát 30, rất khủng. Đây là ngoại hình nhé các bác. Về phần lưới sắt thì in có phần tem vẫn của dòng Audio Center, hàng đến từ Tây Ban Nha. Với phần lưới này rất dày và cứng nha các bác nhé. Này em để lên đây em ấn nó quá cứng. Và tiến tới là em mời các bác xem về thông số kỹ thuật của chiếc súp này. Đây một chiếc súp đến từ Tây Ban Nha, Audio Center PF112B cộng nhé. Dòng này là hàng dòng cộng thì là công suất của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây thông số của dòng súp này nó vẫn là trở kháng 8 ohm một chiếc súp này, và công suất của nó lên đến 400W. Và vẫn đây là mã số của dòng Audio Center. Đây là gõ vào hai đường là các dây chích, các bác cắm bên nào cũng được. Đây, và đây là phần mặt thôi. Và phần lỗ thông hơi, hai lỗ thông hơi rất sâu nhé, rất sâu luôn. Và phần bên trong là những phần bông tiêu âm của nó thì được bằng những lớp mút rất dày và rất chắc chắn, được kim chắc là thông. Và về những phần dây dẫn của dòng súp này kinh khủng luôn, các bác xem này, nó rất to nhé, rất to mà rất chắc chắn luôn, hàng xịn. Và phần mặt của phần súp này nó hơi chếch, hơi khi bắt bát và nó sẽ hơi chếch xuống đất một chút. Chếch đánh lực bát, lực này nó sẽ đập và xuống đất, thì nó sẽ âm trầm của nó sẽ sâu và đậm hơn. Và chiều sâu của phần thùng ngoài rất sâu nhé, nó sâu khoảng 60cm, gần 60cm. Và chiều rộng của nó thì cũng rộng, thì kích thước theo phần bát rồi. Nói chung là một con súp hàng xịn này, về bên em là cũng có khoảng gần chục chiếc thôi, cũng đã bay đi cũng tương đối nhiều. Và các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0963 101 38, bên em để giao hàng toàn quốc, gửi đến tận tay các bác. Các bác ở xa thì em sẽ gửi về tận nhà các bác. Còn bác nào muốn ở gần hơn một chút thì các bác hãy nhận bằng những con đường ô tô, các bác sẽ được nhận hàng ngay trong ngày. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để cập nhật tất cả những video sớm nhất khi bên em test thử và giới thiệu các sản phẩm khi hàng bên em về. Đây là một chiếc bát súp đấy. Em bỏ lên đây cho nó sáng xóa một chút. Một chiếc bát súp của dòng Audio Center. Đây ạ, mời các bác xem thông số kỹ thuật của dòng Củ Từ nhé. Vẫn là in logo này. Logo của Audio Center hàng xịn nhé. Này vẫn in những tem thông số rất là sắc nét. Vẫn là tem QC hàng chuẩn chính hãng của dòng Audio Center. Đây, mã vạch và đề rõ 8 ohm. Vất nhỉ. Với củ từ này nó cũng đây một gang này, củ từ này nó phải lên đến khoảng 20cm. Đến 20cm. Đây các bác xem nhé, với những phần xương của những dòng loa này
làm xương 1 2 3 4 5. 5 lan xương nhá, 5 lan xương ở một cánh xương luôn này. Đây là có mấy cánh xương này? 1 2 3 4 5 6. 6 cánh xương, trong đó thì có 5 lan, 5 lan gia cố rất chắc chắn bởi vì cụ từ của dòng Audio Center bản 30 này nên đến khoảng 20 cm, và mặt bích sắt cũng rất dày, tập trung lực từ đánh rất khỏe. Đây mời các bác xem về cổ côn và nhện, làm rất chắc chắn nhá, đổ keo cứng nhá, chắc chắn. Nhện thì màu nâu quá đẹp luôn ạ, với những lớp dâu loa được bọc lớp cao su, bọc lớp cao su để chống rung đứt khi âm trầm phát lên là mạnh. Hàng xịn, họ làm rất chi tiết và rất chắc chắn, rất sắc nét. Với những chiếc bát, màng bát thì cũng tương đối là dày bởi vì màng dày để chịu lực rung mạnh, và những lớp gân ướt, lớp gân được tẩm vật dưỡng để đánh lực âm của nó được dao động, không bị tạp âm ở những phần gân. Đúng là một chiếc loa súp siêu súp đến từ Tây Ban Nha, đúng là quá chất lượng. Và báo giá cho các bác, nếu cặp những chiếc súp này chỉ có giá vào có hơn 4 triệu đồng một chiếc. Các bác có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0963 101 38, và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để cập nhật tất cả các video sớm nhất khi bên em đưa lên. Và cũng cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi đoạn clip trên. Và với video tiếp theo, em sẽ giới thiệu về dòng siêu súp cũ của dòng Audio Center, như nó sở hữu bát khủng hơn, nó là dòng Audio Center sở hữu bát 50. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.